thôi anh em. Hiện tại đang chỉ cho anh trai đôi vuông vuông, đôi tròn bé nhá, để bắt vào cái nhìn sườn xe. Bắt vào vị trí nào thì rất nhiều anh em cứ quan tâm. Thì hôm nay thì mình xin thưa các bạn là cái tay gương này là cái gương nó sẽ bao gồm một cái kiểu như này, và nó có một cái bát như này. Anh em thì được ôm ở đây, ôm vào đúng cái vị trí dưới cái khung gương này các bạn nhá. Đấy, cái bát này là hàng gương SL loại 1 ấy, thì nó sẽ bát to, còn nếu bạn anh em mua thì cái gương hàng gia công nó sẽ bát nhỏ. Anh em lưu ý giúp mình nhá. Hàng xịn công ty nó sẽ có ba cánh buồm, được cộng dây SL đây. Còn nếu anh em mua hàng gia công ấy thì nhất là táo lỏng, và thứ hai là cái bát này nó sẽ làm rất là bé và về các con không bắt được vừa cái chân gương này đâu. Đấy, anh em lưu ý giúp mình nhá. Đấy, hôm nay mình đang bắt cái đôi gương vuông bé của chợ điểm mù này. Đấy. Đây bắt này đây. Đấy. Đây đây. Nói chuẩn luôn. Ở đây nhìn hỏi bắt tay luôn, hỏi tay luôn, hỏi tay luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đây. Ôm đúng ngoài cổ này các bạn nhá. Các bạn nhìn thấy nó lấp lửng như này thôi nhưng mà nó rất là chắc, thì ra là cái gương này rất là mảnh. Các bạn cứ bắt đúng ngay cho mình. Các bạn không sợ lỏng lẻo, không phải cắt một cái gì cả, bắt đúng cho mình như này. Rồi, đá hết cái tầm này luôn. Đá hết không anh? Đá hết không? Hơi ghế lên tí à? Hơi vướng một chút. Anh để ở trong. Đấy. Anh có thể để ở trong được mà. Thật ra thì nếu mà mình cách ngắn đi thì đẹp hơn. Ngắn đi độ khoảng 3-4 cân. Đây anh. Không, không được. Nó bị khuất, anh không nhìn được đâu. Chỉ có cái vị trí này thôi. Chỗ này anh. Chỗ này á. Nhưng mà chỗ này thì bắt vào đâu anh nhỉ? Đấy, anh em tham khảo qua nhá. Kia 1.4, Kia 165K 3.000.